Giám đốc CDC Đắk Lắk ôm nhân viên khóc nức nở khi bị bắt. Sau khi tống đạt các quy định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành dẫn giải giám đốc CDC Đắk Lắk Trịnh Quang Trí về nhà để khám xét nơi ở. Trước khi rời cơ quan, ông Trịnh Quang Chí khóc nức nở ôm từng nhân viên trong đơn vị. Một số nhân viên CDC Đắk Lắk cũng òa khóc, dặn dò ông Chí giữ gìn sức khỏe khi bị dẫn đi. CDC Đắk Lắk mua sắm hơn 63.000 kit test COVID-19, tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng của công ty Việt Á. Sau khi nhận được tiền thanh toán, công ty Việt Á đã chuyển vào tài khoản của bà Đinh Lê Lê Na để chi cho những người nói trên với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Cụ thể, chi cho ông Trịnh Quang Trí, giám đốc CDC Đắk Lắk, hơn 1,32 tỷ đồng. Chi cho ông Trần Thanh Mỹ, trưởng phòng tài chính kế toán, hơn 240 triệu đồng. Chi cho ông Đặng Minh Tuyết, phó khoa xét nghiệm, 81 triệu đồng và bà Trần Thị Nguyên Hằng, nhân viên khoa xét nghiệm, 1,36 tỷ đồng.